cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết nè con. Mày dám, bữa trước mày dám hả? Mày dám ốc nóc ao tao, úp sọt tao hả? Chết. Dì Tám ơi. Ơi. Con khát nước quá à. Rồi. Yeah. Nè 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 nè. Cô chủ, cô chủ. Học thì học nha, tranh thủ ngủ nghe chứ không phải học hoài riết lắm. Mệt lắm không? Dạ. Học vừa vừa phải thôi. Dạ con biết rồi. Ừ nè uống nước đi. Dì Tám ơi. Thấy chưa buồn ngủ quá nè phải không? Thôi nằm nghỉ chút xíu đi ha. Tôi canh bà chủ về tôi kêu nha. Dạ. Trời trời trời, ngủ đi, ngủ đi. Ngủ nghe không có học nhiều nghe. Dạ. Trời, đang chơi. Tám thiệt tình luôn á. Bà chú về, bà chú về, bà chú về, bà chú về, bà chú về. Bà chú về. Chị Tám. Dạ, dạ bà chú mới về. Khỏe hả chị? Dạ. Ủa, cục cưng của mẹ, mẹ về rồi nè, cục cưng. Ủa sao, nó bị gì vậy chị? Cô chủ thiệt, siêng học quá đó bà chủ. Trời ơi, tội quá. À, siêng học tới mức đó luôn á hả chị? Dạ. Nhưng mà ở nhà chị cũng kèm kèm nó lại. Dạ. Khi á, nó ham học quá. Dạ. Học mà quên ngày quên đêm luôn. Thì đó. Nè, cục cưng của mẹ, cục cưng. Ủa, à. Ủa mẹ nè. Mẹ mới về hả mẹ? Ừ. À, con mệt quá, tại tối qua con học bài suốt đêm luôn á. Vậy hả con? Học thì học nhưng phải có thời gian nghỉ ngơi, hiểu dạ. không? Sao lúc này học hành sao nè? Dạ, con học thì bây giờ thành tích của con đang là đứng thứ nhất lớp nhưng mà chỉ có nhì trường thôi là con buồn lắm nha. Với lại thầy cô khen quá, biết rồi con cũng ngại với mấy bạn tại con sợ mấy bạn khen con, cô khen con biết mấy bạn mũi lòng á, học không được. Trời ơi, siêng năng dữ lắm bà chủ ơi. Chị Tám, chị thấy dạ. tôi có phước ghê không? Dạ. Tôi thì cứ đi công tác nước ngoài hoài à. Dạ. Tôi giao nó cho chị thì các chị không có làm tôi thất vọng chút nào hết dạ. trơn. Con à, đứng dạ. nhì trường là mẹ cũng hãnh diện lắm rồi, không cần phải nhất trường dạ. đâu con. Thầy cô hay nói con là bây giờ con là ở trên đó là con thông toán lý quá, dưới là văn sử địa là con nhất rồi đó. Trời ơi dạ. trên là toán lý quá dạ. dưới là văn sử địa là con dạ. nhất luôn dạ. Trời. Bây giờ là đụng tới con người con giống như riết rồi, giống như cái máy á, đụng tới cái nút nào là con trả lời đúng cái kiến thức đó luôn á. Ôi vậy là giống robot luôn á chị. Dạ chịu đụng thử đi. Sinh học rắn, rắn là loài bò xác không chân. Nhấn nhấn lại cái nút khác em. Toán bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hay cạnh góc vuông. Ôi tiếc tình như người máy vậy đó bà chủ. Rồi được rồi, đã giỏi là phải có thưởng, thưởng cho con và thưởng cho chị Tám luôn. Dạ, cảm ơn bà chủ. Chị canh con cho tôi hài lòng hết sức vậy đó. Dạ. Rồi đây. Mẹ biết không, bây giờ thầy cô trong trường là nói họp phụ huynh á, ba mẹ con không cần tới trường họp nữa mà bây giờ thầy cô sẽ đích thân tới nhà tại vì con quá giỏi. Cái bao cái bao thầy gì vậy chị? Thầy chủ nhiệm tới. Thầy tới thì mừng gì đâu, thầy. Ôi, tới con, để khen đó con. thầy tới về vậy là mẹ tiếp thầy đi tại vì con bị học nhiều quá làm như con bị rối loạn tiền đình hay sao con thầy bị nhức đầu á. Thầy tới khen thôi mà có gì đâu, giáo bộ bệnh con nhỏ này. Cái này quà con đúng không? Quà con lên nha. Nè nè nha. Trời, cái con nhỏ này thiệt á. Cái con nhỏ này. Dạ mời thầy. Dạ, chào chào cả nhà. Xin phép cả nhà. À, ngồi ngồi đi. Dạ mời mời chị ngồi, chị ngồi. À, tôi xin phép được trình bày với chị về cái sự học tập của là trò Minh. Dạ, Minh lúc này học tập là tốt lắm đúng không thầy? Dạ xin phép chị có gì tôi xin liên lạc nói chuyện với chị sau, tại vì tôi cần nói chuyện với mẹ của trò Minh. Còn chị là chị gái phải không? Còn lát nói chuyện sau. À, xin phép chị Tám là tôi hôm nay tôi đến đây tôi dạ, dạ tôi biết rồi, là cháu Minh nhà tôi là ở trên là thông văn sử địa ở dưới là giỏi toán lý hóa đúng không thầy? Ủa sao chị, sao mà chị cứ chen vô hoài vậy? Chị chỉ là chị thôi, cái quyền của người ta là mẹ. Để tôi nói chuyện với mẹ của trò Minh. Xin phép chị Tám là vậy, trò Minh học tập là thất thường lắm. Hễ sáng mà đi học là chiều là cúp cua đó, mà vô trong lớp là cứ ghẹo bạn trên, đánh bạn ở dưới, rồi nói chuyện riêng không có lo học tập gì hết trơn. Bữa nay tôi phải đến tôi... Thầy ơi, thầy chắc lộn nhà rồi, chắc Minh nào á. Chứ Minh con tôi là đã đứng nhất lớp mà đứng nhì trường. Trời lộn rồi. Chị mới lộn á, con chị là ai á, chứ không phải là con của chị này. Chị này là mẹ của phụ huynh của trò Minh. Không dạ, có lớn tôi rồi. Mà tôi dạy mà sao tôi nhớ, tôi chủ nhiệm mà. Hôm nay tôi đến tôi báo tình hình cho chị Tám biết là trò Minh là bây giờ làm sao. Mình phải kết hợp giữa nhà trường với gia đình để làm sao mà cho cháu nó tốt hơn. Dạ thầy, tôi có ý kiến chứ quý thầy. Dạ mời chị. Dạ thầy, tôi mới là đính chính lại, tôi là phụ huynh của bé Minh. Ừ. Còn chị Tám đây chỉ là bảo mẫu thôi. Dạ bà vú trong nhà. Dạ. Dạ người làm. Dạ.
giờ tôi khuyên tôi rối rồi nè. Dạ. Bây giờ là đính chính dứt khoát đi chứ tại sao mỗi lần đi đi họp hay gì đầu năm mà tôi liên lạc với chị này tôi đâu có gặp chị đâu. À dạ. Dạ thưa thầy, đây là bà chủ, tôi chỉ là quản gia trong nhà thôi. Ủa? Vậy tại vì ông bà chủ vừa đi công tác nước ngoài thường xuyên, cho nên mỗi lần hội họp cái bà chủ nó nhờ tôi, cho nên tôi đứng ra tôi họp giùm chứ tôi không phải là mẹ của cháu Minh. Dạ đúng rồi đó thầy. Tại vì công việc của vợ chồng tôi á là cái đi công tác thường xuyên nên mới nhờ chị Tám đây á là quản gia trong nhà cũng giống như là vú vậy đó. Vậy lo mà thì cái số vợ chồng tôi may mắn. Sao thì vú trời ơi chỉ lo từ trong ra ngoài đâu ra đó. Bé Minh nó thầy học càng ngày càng giỏi. Trời ơi lo cho bé Minh dữ lắm, quán xuyến hết mọi chuyện luôn á. Bây giờ là nó đứng là nhất lớp nhì trường luôn rồi đó thầy. Dạ không được nhất lớp nhì trường đâu chị. Không, chị Tám nói với tôi mà chứ còn mình nó nói tôi đâu có tin. Chị Tám nói. Dạ không có, tôi không có nói câu đó. Dạ cô chủ nói nhưng mà tôi nói là cô chủ siêng học chứ tôi không có nói nhất lớp nhì trường. Thì chị cũng khẳng định là siêng học hồi nãy nó nói chị cũng có siêng học. Dạ đúng rồi. Dạ nhưng mà quan trọng là giờ có bé Minh nhà không? Dạ có. Dạ xin phép chị cho mời chồng Minh ra đây để mình có thể gặp, mình trao đổi trực tiếp luôn được không chị? Dạ được chứ thầy. Dạ. Minh à. Dạ. Minh ơi thầy, ra đây con. Thầy kêu nè con. Ủa mà thầy tôi sao tôi thấy kỳ kỳ vậy thầy? Sao cháu với chị Tám thì nói là bé Minh học giỏi mà sao thầy ý thầy là bé Minh đi ra đây. Bước ra đây. Tại sao vậy chồng Minh? Đây. Tại sao trò lại nói dối mẹ vậy hả? Đó thật sự có chị là phụ huynh của chồng Minh đây, tôi cũng xin thông báo chị biết. Lúc đầu thì chồng Minh học rất là khá nhưng mà sau đó là bắt đầu là lơ là từ từ rồi coi như là học bằng ngày càng xuống. Thì tôi có trao đổi nhưng mà tôi gặp chị Tám đây tôi lại tưởng là phụ huynh của chồng Minh. Thì ra tôi trao đổi tưởng sao rốt cuộc chồng Minh vẫn không thay đổi gì hết. Sao vậy con? Con Tám nói Tám. Vậy giờ thưa bà chủ nên nói chung là cô chủ học nhiều quá rồi cô chủ nói mẹ con ép con học nhiều quá tải cho con bị stress, con bị nhức đầu lắm Tám ơi. Nói thôi học nhiều quá thì sẽ nhức đầu thôi. Thư giãn nghe con, Tám cho con thư giãn nghe. Cho thư giãn chút chút mà đâu ngờ nó quá lố cho nên nó mới xảy ra như vậy. Nhưng mà đáng lý ra mấy chuyện đó chị phải trình bày với tôi để tôi tìm cách tôi giải quyết. Còn cái này chị thông đồng với nó luôn, chị qua mặt tôi là sao chị Tám? Dạ không phải thông đồng mà tại bà chủ đi hoài tôi muốn nói cũng nói không được. Nhưng mà con bị quá tải thiệt mà mẹ. Dạ đó là tất cả chúng ta đều có lỗi. Dạ hôm nay thầy tới đây thì tôi cũng thấy là tôi cũng có cái vấn đề sai sót trong đây. Dạ. Thầy cũng thông cảm tại vì công việc của tôi với ba nó đó là cái đi công tác suốt à, cũng ít có thời gian dành cho bé Minh, cái giao hết cho chị Tám vậy đó. Sau này tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian để lo lắng cho bé Minh nhiều hơn. Dạ. Cho tôi xin có ý kiến. Dạ mời chị. Dạ dạ thưa bà chủ và dạ, thưa thầy, dạ cũng qua xảy ra cái vụ chuyện này tôi cũng rút kinh nghiệm, có nghĩa là thương cô chủ thì cũng thương vừa như phải coi lại cái thư giãn này quá lố cho nên mới xảy ra sự việc này. Tôi hứa tôi sẽ coi kỹ lại, tôi răn đe cho tôi không có buồn lời vậy nữa đâu. Dạ. Dạ. Nói được là phải làm được đó. Dạ nghe. Bà chủ yên tâm. Thật ra chuyện này á là lỗi lớn nhất ở con. Con biết lỗi rồi, mai mốt á con sẽ tiết chế cái chuyện mà thư giãn lại, con không có ham chơi như vậy nữa. Con tập trung hết sức vào chuyện học để con không có phụ lòng mẹ. Dư lại gì Tám thương con. Nhớ nghe chưa? Nói chung là hôm nay thấy gia đình có được những cái lời nói như vậy, tôi nghĩ là cháu Minh thời gian nữa là sẽ tiến bộ theo kịp bạn bè. Dạ, dạ. Là sẽ đúng là đứng nhất lớp nhiều trường luôn đó thầy. Dạ cái đó tôi cũng dám hứa. Nhưng mà tôi cũng muốn trao đổi với gia đình là chúng ta cũng nên có trách nhiệm với cháu, làm sao để cùng với trò mình chia sẻ bớt những cái thời gian học tập của cháu để cho nó cháu đạt được cái kết quả học tập thật là tốt. Nhưng cái điều quan trọng là hôm nay tôi đến đây tôi muốn biết được chính xác ai là mẹ của trò Minh. Dạ tôi. Dạ cảm ơn chị. Người ta bị bồ bỏ thì luôn không hả? Chậu đi. Bây giờ sao đây nè?